Shop xin chào tất cả các bạn. Trước khi giới thiệu về sản phẩm các bạn đang quan tâm, Shop xin chia sẻ một chút về chính sách của Shopee như sau. Tất cả các đơn hàng, tất cả khách hàng mua hàng trên Shopee sẽ không được xem hàng trước. Tuy nhiên có 7 ngày để sử dụng thử sản phẩm, nếu như không hài lòng có thể nhấn nút trả hàng hoàn tiền để nhận lại số tiền đã thanh toán. Chính vì vậy, sản phẩm mà các bạn đang quan tâm và đơn hàng mà các bạn mua của Shop sẽ đều không được xem hàng trước nhé. Vì vậy, nếu như các bạn nào mà chưa nắm rõ được quy trình trả hàng hoàn tiền, nếu như các bạn nào mà muốn xem hàng trước thì vui lòng không đặt hàng của Shop. Sản phẩm các bạn đang quan tâm đó chính là chiếc điện thoại iPhone X, máy quốc tế mới 98-99% và máy zin chưa qua sửa chữa các bạn nhé. Đối với dung lượng pin ấy thì trên 90% Shop sẽ gửi đến các bạn, còn dưới 90% thì Shop sẽ thay pin mới để đảm bảo hiệu năng cho các bạn sử dụng. Các bạn mua các bạn sẽ được tặng kèm một cáp sạc, một cục sạc và một dụng cụ để lấy sim. Các bạn được tặng thêm một ốp nưng và một dán kính cường lực. Đối với kính cường lực, Shop sẽ dán sẵn để đảm bảo cái độ bền của sản phẩm khi vận chuyển các bạn nhé.